Cả nhà, gạo đen thui à, mà không biết gạo gì. Không biết cái giống gạo gì mà đen thui cả nhà. Hay là nó bị móc. Bị móc hả bà? Bị hư hả? Hôi quá. Trời ơi, sống một mình ở trên đây thì không biết phải làm như thế nào. À, mỗi lần mà đi mua gạo, mua cá, mua mắm thì phải làm sao? Bà ăn lá rừng quanh năm luôn hả bà? Chắc có lẽ là bà cũng hiểu mình nói, nhưng mà bà không có biết tiếng Kinh rành, bà không có trả lời được. Bà nấu cơm đâu, cho con mượn con xem thưa bà. À, bà nấu cơm trắng, cơm trắng đây, rồi, rồi canh đâu, canh đâu? Canh đâu? Ui, cho con mượn nha bà, cho con mượn. Thì bà hiểu nha cả nhà, chứ là bà không biết trả lời bằng tiếng Kinh thôi. Đây. Canh kiến không à bà ơi? Con kiến này. Ồ, thì tạo xô. Canh bí hả bà? Rồi cái son kia là canh gì? Son này đựng cái gì? Xô nì. Son không. Hôm nay lại tiếp tục lang thang cả nhà mình. Lời đầu tiên đôi chân lang thang xin gửi lời chúc đến quý bà cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cả nhà đồng hành cùng với đôi chân lang thang leo núi nha cả nhà. Hôm nay đôi chân lang thang sẽ đưa cả nhà mình đến thăm một cái hoàn cảnh của một bà cụ kỳ lạ, sống ẩn danh một mình trong một cái thung lũng núi cả nhà. Hoàn cảnh của bà cụ này phải nói rất là khó khăn và có cái câu chuyện cũng rất là đặc biệt cả nhà. Đôi chân lang thang tìm đến đây thì cái tiếng đường nó xa xôi quá, đôi chân lang thang không có mua những cái món quà tình thương mang phát đến thăm bà được. Đôi chân lang thang sẽ tìm hiểu và hỗ trợ cho bà ít tiền nha cả nhà. Tại vì cái tiếng đường này đi rất là khó khăn nên mình không có mang vác được những cái món quà thức yếu để gửi tặng cho bà. Ở đây thì rẫy rừng của bà con người đồng bào rất hay sinh sống cả nhà. Họ lên núi họ canh tác, họ phát, họ trồng chuối nè, trồng bắp. Mùa này thì trồng bắp được cả nhà, mùa này thì họ chuẩn bị họ phát để họ gieo bắp tại vì tháng mưa á. Chứ ở khu vực nơi đây thì không có nước để họ canh tác cả nhà. Ở dưới suối á, nước rất là ít. Ở nơi đây thì họ phát ra những cái con đường mòn cả nhà. Họ đi lâu ngày á, rồi thành một cái con đường mòn quen thuộc. Mình đi cũng cẩn thận cả nhà ơi, rắn rít. Tại tháng mưa này dễ gặp cái tình trạng mà gặp những cái con rắn độc nưa cả nhà. Con rắn độc nưa, những con rắn nó cắn rất là độc. Mình đi mình cũng để ý cả nhà. Không khí trên đây thì rất là trong lành cả nhà, mát mẻ. Như là ông trời cũng sắp mưa rồi đó. Mù hết rồi. Mà cái tuyến đường mà vô nhà bà thì cũng rất là xa. Đôi chân lang thang sẽ quay cận cảnh cái tuyến đường và cái nơi ở của bà lão này cho cả nhà mình xem nha. Wow, nguy hiểm quá, sợ những cái con ong đó cả nhà, những cái con ong đóng tổ trong những cái cây như thế này á, mình đi á, mình đụng nó bay ra nó cắn. Đây là những cây cỏ voi hay sao á cả nhà, cỏ này là thiên nhiên nè, ở núi nó mọc chứ không phải là người ta trồng đâu. Bên phía bên đây thì mía nè, mía của bà con trồng, mía đây thì ăn được rồi cả nhà, là những cái mía đường, họ trồng lâu năm rồi. Rồi họ mưa xuống á, rồi xong nó ngã, nó gãy, rồi nó chết đi, rồi bây giờ nó mọc lên lại. Thì cũng không có ai ăn hết cả nhà. Ở trên đây thì những cái cây mía thì họ không có dùng nhiều, không có ăn. Cứ để nhà ở quanh năm suốt tháng vậy đó. Đúng không? Đó nha. Đây con ong nó bay vô người đôi chân lên thang này, đó. Wow. Hên chưa có bị chích cả nhà. Mới vừa nói ong xong nó bay vô người luôn. Hên quá cả nhà.
chưa có bị chích tại vì thấy nhột nhột, cái đi cho cây thang bóp lại luôn, bóp lại rồi. À, là những cây khóm nè cả nhà. À, dọc theo đường đây thì có những cây khóm. Mùa này thì chờ không có trái cả nhà. Đó, cả nhà mình xem có những bé chó la làng. Chuẩn bị là sắp đến nhà bà rồi cả nhà ơi. Cả nhà thấy khung cảnh thiên nhiên ở nơi đây cảm giác nó rất là mát mẻ cả nhà. Ở đây thì có một cái nhánh lan này cả nhà ơi. Wow, cái nhánh lan gì đẹp quá trời đẹp luôn. Đây nè cả nhà. Lan lan rừng. Bên đây cũng có một nhánh nữa này cả nhà, hai ba nhánh luôn. Đây này. Và cái đây là cây cam. Cái cây cam rừng. Cây cam rừng thì trái quá trời luôn. Ở trên bên trên nó trái rất là nhiều. Bây giờ tôi chưa lên thang sẽ tiếp cận cái hoàn cảnh của bà lão này. Đây cả nhà mình xem. Những cái ngôi nhà của gà ở người đồng bào họ làm nhìn rất là dị, rất là cầu kỳ. Đây nè cả nhà. Họ lấy cây họ ràng xong lợp cái tấm tôn đây lên là thành một cái ngôi nhà để cho gà ở. Phía bên đây cũng có một cái ngôi nhà cho gà, phía bên kia cũng có nữa. Ở đây thì có một cái cây cây cam. Ở trên cây cam này nè thì có một cái tổ chim cả nhà. Đấy, có một cái tổ chim ở trên cái cây cam này. Không biết chim gì. Trên đây thì sả, rồi mía, rồi ổi. Đây là cả nhà nhìn thấy cái mía đã không? Chuối, rồi đu đủ, nhìn rất là tươi tốt. Ở trên đây họ chỉ thiếu gạo thôi. Con chào ba. Ba ơi, bà đang làm gì á? Bà cho con làm quen nha. Con sợ. Bà thấy con lạ bà sợ không? Bà ơi, bà thấy con lạ bà sợ không? Sợ. Sợ. Bà có biết nói tiếng Kinh không? Không. Sợ còn. Bà kêu mấy bé chó đừng được la nữa được không bà? Bà kêu mấy bé chó đừng có la làng nữa được không? Sao? Sao nha? Có nghe gì cả sao nha? À, thấy lạ, mấy đứa nó lạ quá trời cả nhà. Bà ơi, bà ở đây với mới ai? Sao bà sao đủ cô? Bà không biết nói tiếng Kinh hả? Hả? Bà ở đây một mình hả? Bà ở đây một mình hả bà? Sao đây coi ní vừa? Không biết cái này. Bà không biết tiếng Kinh cả nhà. Ca này khó cả nhà ơi. Bà ở trên đây một mình. Một mình bà hả? Bà làm cái gì ở trên đây làm rẫy hả? Apo. Không hiểu, con không hiểu. Bà có nhà ở dưới làng không? Dập bây giờ. Không hiểu cả nhà. Giờ không biết phải sao đây cả nhà. Để tiếp xúc với chuyện với bà. Bà ở đây có mình thì nhìn thấy cái ngôi nhà của bà thì biết là bà khó khăn rồi đó. Nhưng mà bây giờ tôi đang là không biết phải nói chuyện với bà bằng cách nào. Tại vì đôi chân lên thang cũng không có hiểu rằng về cái tiếng người đồng bào, và bà cũng không có biết được tiếng Kinh nữa. Thôi, tôi tắt ông. Chắc có lẽ là bà sống ở trên này một mình nhiều năm rồi.
nên bà không có tiếp xúc với người Kinh nhiều, nên bà không biết tiếng Kinh. Sao vậy ạ? Bà ơi, bà ở đây một mình hả? Bà có nhà dưới làng không? Ừ. Có không? Sao bà không về làng ở mà bà lên đây bà ở? Bà ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi hả? Ừ. Bác sẽ lại hả? Ở cờ có. Tôi bác ổ. Không hiểu luôn cả nhà. Cà này khó quá. Mà nhìn bà cũng thân thiện, cả nhà thấy người lạ thì bà cũng cười giỡn, cười nói. Mà nói không thì không có hiểu. Bà thấy trên cổ bà đeo dây chuỗi. Bà ơi, bà tên gì? Tên Hèn. Bà tên gì? Hèn. Tên Hèn. 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 Ừ. Bà được bao nhiêu tuổi rồi? Thọ. Không biết. Hôm nay con đến thăm cái hoàn cảnh của bà nè. Ừ. Bà dắt con vào nhà tham quan được không? Bà dắt con vào nhà tham quan được không? Thọ. Nhà đó. Nhà bà. Ừ. Tham quan. Đi vòng tham quan. Nha. Không hiểu cái này. Nè, con ong nó đầu lên tay bà nè. Đây thấy hai cái gùi cả nha. Hai gùi thì đây thì không có gì hết. Còn gùi đây, bà cho con mượn cái gùi này nha, của bà xíu nha. Gùi đây thì có bắp. Đây nè cả nhà. Bắp mình là cái lá gì á? Nó có bốn trái bắp. Bốn trái bắp này cả nhà. Bắp này bà hái hả? Ừ. Hái ở đâu bà? Bắp bà trồng hả? Thằng ơi coi chứ. Rồi cái lá này lá gì bà nhờ? Lá thổ. Này lá gì? Thổ. Lá này để mình nấu canh mình ăn á hả bà? Ừ. Nấu canh, ăn. Phải không? Ừ. Cái lá này là tên gì, tên lá gì bà? Thổ. Thổ. Ồ. Trời phì. À. Là mình nấu canh mình chan cơm mình ăn. Ừ. Đây cả nhà. Ăn lá rừng này mà không biết lá gì luôn cả nhà. Giờ hoàn cảnh của bà không biết giúp đỡ sao đây cả nhà. Không biết bà biết tiền không? Tại vì hồi nãy khi mà đến thăm á, đưa chân lên thang tính mua gạo, mua mắm, mua muối tặng cho bà. Mà tại vì cái tiếng đường nó xa quá, mình không có vang vác được. Bà dắt cùng vào nhà tham quan chút xíu được không bà? Nhà bà nè. Đi. Đi bà đi. Tên là Popo hả? Dạ. Con tham quan cái chỗ ngủ của bà và cái chỗ nấu ăn của bà á. Mình nấu ăn ở đâu bà nhà? Nhà bếp của bà đâu? Thọ có. Đi, bà không sao đâu, đi. Con không phải người xấu đâu. Đây là phòng ngủ. Ừ. Rồi, bà mở cửa cho con xem thử chỗ ngủ của bà. Có đẹp mà ấm không? Đẹp. Ừ. Ôi ôi. Bắp quá trời bắp luôn. Ừ. Bà cho con vào nhà nha. Wow, một nhà bắp luôn cả nhà ơi. Hình như là bắp đây là bà để dự trữ bà làm giống nè. Ở đây có một cái bóng đèn năng lượng cả nhà. Ở đây có một cái bàn thờ bằng cây. À. Ui, gạo đây sao đen thui vậy bà? Sao? Gạo đây gạo gì mà đen thui vậy? Dù cả nhà, gạo đen thui à, mà không biết gạo gì. Không biết cái giống gạo gì mà đen thui cả nhà. Hay là nó bị mốc? Bị mốc hả bà? Ừ. Bị hư hả? Ừ. Hôi quá. Trời ơi, sống một mình ở trên đây thì không biết phải làm thế nào. Mà mỗi lần mà đi mua gạo, mua cá, mua mắm thì phải làm sao? Bà ăn lá rừng quanh năm luôn hả bà? Ừ. Chắc có lẽ là bà cũng hiểu mình nói, nhưng mà bà không có biết tiếng Kinh rành và không có trả lời được. Bà nấu cơm đâu, cho con mượn con xem thư bà. À, bà nấu cơm trắng đây. Rồi canh đâu? Ui, cho con mượn đi bà, cho con mượn. Thì bà hiểu nha cả nhà, chứ là bà không biết trả lời bằng tiếng Kinh thôi. Đây,
Cành kiến không à bà ơi. Con kiến này. Ờ, thì tạo xô. Cành bí hả bà? Ừ. Rồi cái son kia là cành gì? Son này đựng cái gì? Xô, xô con đi. Son không? Ừ. Thì ở phía bên đây thấy bà đợi có một trái bí cơ nha. Có trái bí. Rồi, sống một mình trên đây rồi sao? Bà có con cháu gì không bà? Không có. Có chị em gì không? Có chồng không? Ồ. Không luôn. Ừ. Sống một mình thôi. Bà sống ở đây được bao nhiêu năm rồi? Thọ nhớ. Bao nhiêu năm ở đây? Thọ. Lâu rồi. Ừ. 60 năm không? Ừ. 60, 70 năm không? Chắc bà lớn tuổi rồi cả nhà. Bà là tóc bạc hết rồi. Chắc đốn tầm cỡ bà cỡ 80. Nhưng mà bà vẫn còn khỏe. Rồi nhà bếp của bà là bà nấu ăn ở đâu? Nhà bếp á? Nhà bếp đi nấu ăn. Bên kia, à đi qua kia đi bà đi. Ừ. Là tối là chắc có lẽ là bà ngủ đây nè. Tại vì thấy võng. Võng là bà treo đây. Chắc bà ngủ võng. À, đây là nhà bếp hả bà? Ừ. Wow. Nhà bếp của bà này cả nhà. Ở trong thấy bà đợi mấy cây rựa quá trời luôn. 1, 2, 3, 4 cây rựa. Rồi ở đây thì thấy mắm muối, bột ngọt. Rất là nhiều. Họ nói bà là phụ nữ mà sống ở đây một mình là thấy bà trồng những cái cây mía, cây bắp, cây chuối. Bà mấy cây mía này là bà trồng hết luôn á hả? Ừ. Là bà dắt con đi vòng tham quan đi bà, không sao đừng sợ. Đi 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 tham quan. Đi đi. À, bà đuổi gà, bà nuôi gà quá trời luôn. Bà đóng cửa lại, bà sợ gà vào nhà ăn bắp. Đi bà đi vòng chơi đi bà đi. Bà dắt con đi tham quan khu vườn của bà được không? À, giá như là bà biết tiếng Kinh thì tốt cách mấy cả nhà. Là mía đây là bà trồng luôn á bà. Ừ. Là xoài bà trồng luôn. Ừ. Rồi cây é đây bà cũng trồng luôn. Ừ. Bà cho con một cây mía ăn được không? Được rồi chứ. Một cây mía, chặt cây mía con ăn được không? Bọc chơi chứ. Cho con xin cây nha. Ừ. Đi bà, lấy rượu chặt luôn. Ừ. Bà không chắc. Bà đừng sợ nha. Xin bà cây mía cái nha. Thử bà có cho được chân lên thang không? Đó, bà lấy thử bà hiểu nha cả nhà, chứ không phải là ông hiểu đâu. Bà hiểu. Rồi bà mặc cái bộ đồ kìa. Rách đít luôn. Lấy cái miếng vải vá lại. Bà hiểu cái nha. Nhưng mà bà không biết nói thôi. Sao? Bà cho con hả? Cho thiệt hả? Ừ. Thiệt không? Thì con mới chặt nha. Chặt cái gì? Cây nào già bà? Cây nào ngọt? Cây đây hả? Ừ. Trời ơi, mía bà trồng quá trời luôn cả nhà mà. Nì. Mà không ai ăn hết. Vâng. Bà trồng mía này bà bán hay là đợi ăn? Bao giờ là? Tại đem bà xuống làng bán hay là đổi gạo hay là ăn? Ăn. Ăn? Ừ. Chứ không có bán. Ồ. Dạ. Ừ, tại bố. Bà cho con thiệt hả? Ừ. Cho nha. Ừ. Chặt cái mía ăn thử cả nhà. Tại mía trên này không biết. Mía đây là mía đường đúng không bà? Ừ. Bà hiểu cả nhà. Mà nó có cho chặt chứ. Chặt một cây. Trời ơi, nhìn cái lóng mía đã cả nhà ơi. Cái rưỡi bén, cái rưỡi chút xíu mà bén quá trời bén cả nhà. Đây nè cả nhà, nhìn cái lóng mía nè. Chắc ngọt lắm, mía này chắc ngọt lắm à. Ở trên đây thì những cái trái cây nè, rồi mía rồi cả nhà. Không có thiếu, chỉ thiếu gạo với lại thiếu tiền thôi. Thiếu mắm muối thôi.
Tại vì cuộc sống họ khó khăn lắm, nhiều khi họ hái đu đủ nè, họ chặt mía, họ đem xuống làng, họ đổi gạo, đổi mắm, đổi thuốc hút. Thì hiện tại bây giờ là 1 giờ trưa cả nhà, mà trời ông cũng mù mù rồi. Tại vì ở đây là núi cao quá nha cả nhà. Từ ở dưới đưa nhà đôi chân lên thang mà lên đây là mất tầm phải 70-80 cây số. Là mình phải đi vào một cái thung lũng nữa. Mía này chắc cũng già rồi. Không ai ăn hết, nó nứt luôn cả nhà. Già quá, nứt luôn. Sao khổ? Dạ. Mía nặng. Nặng quá. À, rẫy của bà, rẫy bách của bà nằm ở đâu? À, bà dắt con xuống đó tham quan được không? Đi bà đi. Đi. Dép bà đâu? Bà có dép không? Không có dép hả? Rồi rồi bà có hay đi xuống làng mua cá rồi ăn cơm không? Ở dưới kia no. cũng có miếng cả nhà. Bây giờ mời cả nhà mình xuống dưới rẫy bách của bà chồng. Đi bà đi. À, ở đây là bà trồng những cái cây quế nè, cây ế nè. Rồi đi chân không luôn hả bà? Chắc có lẽ là bà có con cháu hay là chị em gì đó. Chứ một mình bà mà đôi chân lên thang nghỉ, bà sống trên đây một mình sao mà sống được. Mà từ đây xuống làng, mà xuống ngay chỗ chợ mà mua cá, mua gà, mua mắm thì nó rất là xa xôi. Mà bà đi bộ thì làm sao mà đi được. Cái cây chuối đây cũng có thời lâu năm nè. Ở dưới đây có cây suối cả nhà ơi. Chắc có lẽ là bà suối này là để bà tắm rửa giặt giũ ở đây nè. Thấy có cái ca bà đỡ đây nè. Wow, dưới đây bà trồng mía nữa hả bà? Đây một bụi mía to nữa cả nhà. Phía bên đây cũng có đó nè. Đây, bà trồng bắp này nè cả nhà ơi. Quá trời bắp luôn. Bà ơi, cái bắp này bà bán bao nhiêu tiền một ký? Thọ. Hả? Thọ. Mấy ngàn một ký. Bà bên chân hơi ní ồ. Wow, bà trồng bắp tốt quá cả nhà ơi. Đây này, có khoai lang nữa hả bà? Rồi những cái giống này, cái giống khoai lang này là ai ai mua lên cho bà? Không biết hả? Bà có người mua lên bà mới trồng được cả nhà. Nhưng mà mình không có biết là ai đã mua cho bà. À, bây giờ bắp đây bà bán thường thường là đôi chân thang biết là bắp đây nếu mà bán là tầm cỡ 15-20 ngàn một ký á cả nhà, là lột ra đó. Lột cái hột, lấy cái hột ra. Bây giờ đội chân lên thang sẽ mua bà 1 ký 50 ngàn luôn. Để cho bà có tiền. Bà bán bắp cho con đi. Bắp đây này. Cấp một cái chưa. Bán cho con 5 ký đi. That's right. Dạ, bà bẻ bắp bán cho con đưa tiền cho bà. Đưa tiền. Đây. Nhớ. Bà biết tiền không? Tiền. Bà bán cho con đi để con về con luộc con ăn được không? Đây nè, tiền. Bà biết tiền không? Hả bà? Bà ơi, bà biết tiền không? Tiền của số này. Bà hiểu ý con không? Hiểu ý con nói không? Số này con. Bà bán con bắp. Bắp gì là số này con. Dạ, con đưa cho bà tiền. Bà đưa cho số này. Được không? Đá. Ok không? Được không? Đi ổ cổ. Được không? Bà cười, bà không hiểu biết bà nghe đúng không? Mà bắp này là còn non hay già rồi? Bà đi con lạc hướng trái thôi, già hay non rồi bà? Có hột chưa? Bên trong có hột không? Không có hả? Sao thấy trái này nó bự mà chưa có hột ta? Chả bị nhỉ? Ta xoài cổ. Già rồi bà ơi, đây này. Trái này có hộp rồi. Đây này. Trời ơi, bắp này mà luộc ăn chắc ngọt lắm nha nhà ơi. Đây này. Bà bán cho con 5 ký đi bà. 5 ký. Bà để làm giống hả? Để làm giống chứ không có bán. Không bán hả? Không bán. Bà nói bà không bán cả nhà. Trời ơi, chỗ kia có cái quầy chuối đã ghê á.
Bên đây có cái quầy chuối này, dắt dê dẫn cho cái nhà mình xem nè. Bà dắt con qua cái quầy chuối kia, coi thăm cái cây chuối kia bà. Đây có khoai lang. Phải có một người nào đó để phụ bà mua giống để trồng nè. Chứ một mình bà là không thể nào mua được. Tại vì bà không hiểu rằng tiếng Kinh là ai mua cái giống này cho bà trồng. Đây là có cái quầy chuối, là cái chuối thấp chủng rồi cả nhà. Có cái quầy chuối mà còn non. Phía bên kia thì có một cái bụi mía nữa. Rất là to luôn. Đây là có những cây bí nữa nè. Cái bí đây là bí đỏ đúng không bà? Nhắc những cái ngọn bí như thế này mà nó luộc lên ăn cũng ngon cả nhà. Bà có nhắc cái ngọn bí này ăn không? Ngọn rau lan thế này ăn ngon lắm. Rồi một mình bà làm, bà làm hết cái khu vườn này luôn hả bà? Rồi bà giỏi vậy luôn á hả? Bắp ở đây già rồi cả nhà, già rồi mà bà nói bà để làm giống mà không có bán. Bà bán cho con ít trái con về con ăn đi bà. Còn ở dưới kia là của bà luôn á hả? Dưới kia kìa. Quá trời luôn cả nhà ơi. Dạ. Bà bán cho con ít trái con về con ăn đi. Nha. 5 kg thôi, 5 kg là tầm cỡ 20 trái à. Nha. Tầm là số này là 20 trái. Được không? Rồi con đưa tiền cho bà. Được không? Con mua giá cao hơn người ta luôn. Trái này bự nè, bà nè. Wow, cái này to này, để nó già. Bẻ nha, con bẻ nha. Thôi âm là. Bẻ được không? Hả? Được không bà? Bẻ nha. Thế gì? Bẻ nha. Đồng ý nha. Bây giờ đi vô lấy gùi ra bẻ nha. Ôi dô. Lấy gùi ra bẻ 5 kg thôi. Rồi con gửi tiền cho bà. Nha. Được không? Trời, phía bên kia bà, phía bên kia trái bự bự không à. Bên kia à, trái bự bự không à. Chứ đỡ nó già, ủa. Chắc có lẽ là bà không hiểu cả nhà. Còn thô, còn. Không hiểu. Ở đây, đi vô đi bà đi. Ở đây có thấy bà trồng đậu gián nữa nè. Ca này khó cả nhà ơi. Không hiểu. Trời, bắp đã ghê cả nhà ơi. Bắp này mà luộc lên ăn thôi chứ. Ngọt lắm ạ. À. Mà bà không hiểu thì bà đợi thì nó khô. Nó khô nó chết đi thì cũng ủa. Hay là có người khác, con cháu của bà hay là bà con dòng họ của bà gì đó. Lên trên đây để hái về bán. Wow, bắp quá trời bắp luôn. Tháng này mà trồng bắp nó tốt. À, cái trái bắp này có hột rồi cả nhà. Wow, cỡ đây rồi nè cả nhà. Nè. Hột đây. Cái này mà luộc ăn thôi chứ. Bà là bà tắm ở dưới đây hả bà? Là bà giặt đồ dưới đây luôn. Mía nè, đỡ cái ăn cà lóc không ai ăn hết cả nhà. Ủa không? Bà uống lấy nước để uống luôn hả bà? Trời ơi, lấy nước để uống luôn cả nhà. Tắm ở đây. Cái suối này là quanh năm là có nước luôn hả bà hả? Chắc có lẽ là lần sau Đôi Chân Lang Thang sẽ mua gạo, mua cá, mua mắm, cá khô hoặc là thịt heo để lên trên đây thăm bà và tặng cho bà. Và sẽ tìm một người đồng bào Rắc Lây để phiên dịch. Để cho mình trò chuyện với bà để hiểu hơn. Chứ cái ca này là khó quá. Bây giờ giúp đỡ thì không biết bà có biết tiền hay không. Mà đưa tiền cho bà thì không biết bà có sử dụng được hay không. Nhưng mà mình đã đến thăm thì mình phải có một cái gì đó để tặng cho bà cả nhà. Tại vì bà tặng cho mình một cái mía rồi. Bà nuôi gà rất là bự luôn á cả nhà. Ôi gà rất là nhiều. Mà gà, thịt gà ở người đồng bào đây là ăn rất là ngon á nha cả nhà. Ở trên đây họ cho gà ăn bắp không à? Không có cho ăn lúa. Bà đi lấy gùi vậy bà? Lấy gùi hay bắp? Nha. Bột mít cho số này có. Hai bắp bán cho con 5 kg đi. Số này có.
Xoài hả? Ờ, xoài. 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 Xoài là non á hả? Ồ. Là sao? Con lột ra nha. Ừ. Được, ồ, được cái con này ăn được á. Đây là cái này. Xoài có. Đi ồ. Ăn được không? Ừ. Ăn được không? Bắp này ăn được không? Ừ. Ăn được. Mình luộc lên ăn được. Ừ. Luộc cái chú ô. Luộc lên ăn được. Ăn sống được không? Ừ. Xoài. Béo. Bà đi hái bắp đi, bán cho con 5 kg. Được không? Năn nỉ bà nãy giờ bà không biết có hiểu không đây. Má con chờ tặng. Ăn thử mía. Để con chặt mía ăn thử ngọt không? Ừ. Bà ăn không, con chặt cho bà khúc nha. Ừ. Bà cầm đi. Cầm đi con chặt khúc. Có từ bà hiểu, có từ bà không hiểu cả nha. Rồi, để con chặt khúc nữa. Cái mía này nó già quá, nó nứt cả nhà ơi. Những cái hoàn cảnh người này bán đi, bán đi. Ồ. Không ăn hả? Ờ. Để con ăn thử ngọt. Ngọt quá. Ngọt quá cả nhà ơi. Phải nói cái mía này á, mà tại cái mía này nó bự quá, là nó già rồi. Mía này mà đi xay bán mía là rất là ngọt luôn á. Ngọt quá cả nhà mình ơi. Ngon. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn bà đã cho con mía nha. Cả nhà có nên tặng cho bà ít tiền không nha? Sợ bà không biết tiền rồi bà lại bỏ lạc mất nữa. Phải như bà sống với một người nào đó thì có thể là mình tìm hiểu, mình giúp đỡ. Nhưng mà hôm nay thì tại khi mà xuống là không biết có bà ở nhà hay không, nên cũng không có dám mua những cái món quà thiết yếu cả nhà. Là cái tiếng đường nó xa nữa, thì chắc có lẽ là biết bà ở đây rồi, bữa sau thì Dương Lên Thang sẽ quay trở lại và mua gạo, mua cá, mua mắm, mua thịt, mua những cái thức yếu để tặng cho bà. Con muốn ăn miếng mía nè. Thắng nước ăn mía vô đã ra nè. Ngọt. Để bỏ cái này. Bà ơi, để hỏi thử bà biết tiền nha mấy cái nha. Bà ơi, bà biết tiền không? Thường thường là ai đi xuống làng mua gạo để giờ nấu cơm ăn. Không biết luôn. Bà biết tiền không? Tiền. Biết không? Bà biết thì bà gạt đầu cho con ơi. Này con tặng cho bà. Con tặng cho bà tiền để bà mua gạo. Ừ. Bà gạo. Bà còn gạo không? Hả? Này con tặng cho bà cầm đi. Cầm đi. Ờ. Bà tặng tiền, cất vô túi. Bà bỏ vô túi đi. Đấy, bà bỏ vô túi đi. Đây một tờ nữa là 2 tờ nè. 2 tờ 200. Bà bỏ vô túi đi, bà bỏ vô túi đi. Bỏ túi khi nào xuống làng muốn mua gì thì mua. Mua bánh, mua gì đó, thèm gì mua. Nên là mua gạo nha. Bà. Đôi chân lên thang sẽ chức tiền cá nhân của đi lên thang để tặng cho bà nha cả nhà. Tặng cho bà, trước mắt thì tặng cho bà tiền lẻ là 300.000. 300.000 để cho bà muốn mua cái gì á, là bà có người thân gì đó
tại vì mình không biết là bà có người thân ở trên đây hay không. Bà biết tờ đây là tờ bao nhiêu tiền không bà? Tờ đây là tờ bao nhiêu tiền? Bà biết không? Không biết hả? Thôi, fuck off cơ. 50. Tờ 20, tờ 10.000. Tờ 3 tờ 10.000, 50 là 100 cái nha. 100 thì 22, 3 cho 10. 2 tờ 200 nữa là 300. Thì trước mắt thì tặng cho bà 300.000. Mai mốt đưa cho Lê Thang sẽ quay trở lại mua gạo, cá, mắm để bác xuống tặng cho bà nữa. Tại vì sợ đưa số tiền nhiều quá là bà không có biết xài, để bà đỡ lạc mất cả nha. Đây con tặng cho bà. Bà xuống quán, bà kêu, chắc có lẽ là bà xuống quán thì bà nói tiếng người đồng bào với nhau á, thì bà người ta bán cho bà thì bà sẽ hiểu. Bà bỏ vô túi đi bà. Bỏ vô túi đi. The fuck off. Bà bỏ vô túi đi. Bà có túi không? Túi không? Áo. Bỏ vô. Để rớt mất. Đây là tiền là con mua cây mía bà nha. Ngày con mua bà cây mía này. 300.000. Để off. Dạ. 300.000 một cây mía. Nha bà nha. Để đó ra, bọc xô về. Dạ. 300.000, bà biết từ 300.000 không? 300. Để dính ô. Mua một cây mía 300.000 nha cả nhà. Tính ra nãy giờ đôi chân lên thang nói mình luôn cả nhà. Không hiểu. Không hiểu bà nói mà bà cũng không hiểu đôi chân lên thang nói luôn. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh của bà sống giữa cái đồi thông hiu quạnh này. Đó rất là thương cả nhà. Thấy bà rất là giỏi luôn á, trồng những cái cây khóm rồi cây ổi, cây mía, đu đủ rồi bắp. Nhưng mà đôi chân lên thang thắc mắc là bà sống đây một mình thì làm sao mà bà trồng được những cái cây đó? Hoặc hạt giống nào bà trồng? Phải có người cung cấp hạt giống bà mới trồng được. Đúng không bà? Thì chắc có lẽ là bà sẽ có một người thân nào đó nữa. Nhưng mà hôm nay lên thì không có gặp. Chắc có lẽ là vài ngày sau đôi chân Lan Thang sẽ quay trở lại. Nếu mà không gặp người thân của bà thì đôi chân Lan sẽ tìm một người phiên dịch, người bà rất lay để nhờ họ phiên dịch mà tìm hiểu cái hoàn cảnh của bà như thế nào mà bà không có chồng con gì hết, không có người thân để sống trên đây mà tóc bà trắng lên luôn á. Trên đây thì không có điện đuốc nữa. Thì bữa sau đôi chân Lan Thang sẽ hỗ trợ cho bà một cái điện năng lượng nữa. Mấy bữa sau thì con quay trở lại con thăm bà sau nha. Nha. Nha bà hiểu cả nha. Có câu hiểu câu không. Ôi trời. Cái gì vậy bà? Tóc hả? Tóc của bà hả? Chứ tóc của ai? Cháu. Bà biết nói tiếng Kinh. Cháu. Tóc của cháu. Hồi nãy giờ được câu tiếng Kinh cả nha. Tóc của cháu bà là bà có cháu. Cháu gái hay cháu trai? Anh là A Tê. Là chắc có lẽ là bà chỉ nói được từ cháu thôi. Cháu trai hả? Cháu trai sao tóc dài vậy? Cháu gái. Này chắc có lẽ là cháu của bà là ở đâu, quanh quẩn đâu đây hay là ở dưới làng? Cháu của bà ở dưới làng. Vậy là cái người mà cung cấp hạt giống để cho bà chồng là cháu. Cháu bà. Là bà ở trên đây một mình, khi nào lâu lâu cháu lên hay là ngày nào cũng lên? Xuống bên mình nào? Lâu lâu mới lên. 10 ngày không? 10 ngày lên lần không? 5-6 giờ. 5-6 giờ? Không hiểu luôn kìa. Trời ơi, nhìn qua thấy cái đầu tóc. Này quay cho cái nhà mình xem cái tóc này. Nhìn hết hồn luôn cái nè. Tưởng đâu ai thò rồi, trong nhà thò cái tóc ra không à. Đó. Mà sống một mình ở trên đây cũng vàng dĩ cả nhà. Đêm hôm thì phải nói rất là sợ luôn, ở đây có cây mận. Cây mận này chắc cũng có tuổi lâu đời rồi đó. Cây bích đây cũng vậy nè. Trời sắp mưa rồi cả nhà ơi. Hiện tại bây giờ là gần 2 giờ rồi cả nhà. Con về nha bà nha. Con chúc bà sức khỏe nha. Mà anh... Bữa sau con quay trở lại thăm bà ha. Bà chịu không? Chịu sao giờ. Không dám tặng tiền cho bà nhiều cả nhà. Lần đầu tiên cả nhà có thấy được là lần đầu tiên đôi chân lang thang mua một cây mía 300.000. Một cây mía rất là ngọt luôn. Cây mía của bà 300.000 một cây mía. Là mía của bà là độc nhất vô nhị.
Một cây mía này là có thể là xay ra được 3 ly nước mía. Tại vì cây này rất là to cả nhà, mà rất là ngọt. Mà những cây mía trên này là bà không ăn thì có, không biết là con cháu của bà có chặt về làng bán hay không, mà thấy là nó nhả xuống rồi nó chết đi rồi nó mọc lại. Tại vì cây mía nó dễ sống cả nhà. Rồi cây đu đủ, rồi cây chuối, rồi bắp. Thế bà đỡ viên một nhà bắp luôn. Chắc có lẽ là bà đỡ làm giống nha, không có bán. Mà gà bà nuôi quá trời luôn. Gà ở trên đây á, là bà là cho gà ăn bắp đúng không bà? Không có cho ăn gà, ăn gạo tại vì không có gạo. Nên là cho ăn bắp. Thôi con về nha. Chúc bà sức khỏe nha. Bữa sau có duyên có cơ hội con quay trở lại ha, thăm bà ha. Tặng cho bà gạo, muối, mắm, bột ngọt nha. Bắt tay bà cái, xin phép bắt tay cái rồi về. Hiểu bắt tay hiểu. Chắc có lẽ là bên trên đài thang sẽ khép lại video tại đây, và hiện cả nhà mình tập video mới, tập video đưa trên đài thang sẽ quay trở lại cập nhật tình hình của bà lão sống ân nhanh giữa một cái thung lũng núi. Thì quay cho cả nhà mình xem là xung quanh là bờ núi này cả nhà. Đây, không có một ngôi nhà nào cả, núi thôi. Đó, cả nhà thấy phía xa xa kia có một cái, hai cái cây cao không? Hai cây cao đó là phải nói là mấy chục năm tuổi rồi đó. Xung quanh là núi luôn cả nhà. Đây là bên trái, đừng quay bên phải cho cả nhà mình xem nè. Bà nằm giữa một cái thung lũng luôn, không có nhà ai khác hết, một mình bà thôi. Thôi con về nha bà nha, chiều rồi để mưa. Bà vui không? Vui không? Vui hả? Vui vui. Bà cất tiền đi. Có túi không? Bà có túi không? Tiêu chưa bẹ. Cất đi, cất đi. Cất kỹ đừng rớt mất nha. À, bữa sau con lên là con mua bắp bà bán cho con nha. Ok không? Ok không? Khép lại video tại đây cả nhà. Thì Đứa Trên Lên Thang xin cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành cùng với Đứa Trên Lên Thang đến thăm những cái hoàn cảnh khó khăn. Trời giờ cái ca này khó quá cả nhà, không nói chuyện được, không tiếp xúc được, cũng ức chế cả nhà, buồn buồn trong người. Nhưng mà không sao cả nhà, bữa sau Đứa Trên Lên Thang sẽ tiếp một người phiên dịch. Bye bye cả nhà mình nha, hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.